Chiều 27 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là người bị tuyên mức án cao nhất 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, con trai của ông này là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị tuyên 3 năm tù. 13 bị cáo còn lại gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và hai công ty kiểm toán bị tuyên thấp nhất 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cao nhất 30 tháng tù. Trong vụ án này, 15 bị cáo cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Như bản án tòa vừa tuyên, tất cả đều được hưởng mức án dưới khung truy tố. Theo cáo buộc, để giải quyết khó khăn về tài chính, ông Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, gọi tắt công ty Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, gọi tắt công ty Soleil và công ty cổ phần cung điện Mùa Đông. Thực hiện chủ trương, con trai của bị cáo Đỗ Anh Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt cùng một số nhân viên tập đoàn Tân Hoàng Minh tạo lập hồ sơ phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, hồ sơ này được xây dựng trên các báo cáo tài chính đã làm đẹp số liệu thông qua sự tiếp tay của công ty kiểm toán. Tiếp đó, các bị cáo tại tập đoàn Tân Hoàng Minh lập hợp đồng giả cách, chạy dòng tiền khống, hợp thức cho tập đoàn này trở thành trái chủ sơ cấp của các lô trái phiếu. Bị cáo Đỗ Anh Dũng ủy quyền cho 22 cá nhân ký hợp đồng hợp tác, thực chất là mua bán trái phiếu cho nhà đầu tư. Với việc bán 9 lô trái phiếu, tập đoàn Tân Hoàng Minh thu về hơn 14.000 tỷ đồng. Phần lớn chi tiêu không đúng mục đích và phương án phát hành, trong đó có hơn 5.100 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã nộp và bị tạm giữ tổng số tiền hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả. Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng có vai trò cao nhất, chỉ đạo xuyên suốt trong việc tạo dựng hồ sơ phát hành trái phiếu, hợp thức trái chủ sơ cấp, bán cho nhà đầu tư, rồi sử dụng tiền không đúng mục đích phát hành. Quá trình xét xử trước đó, nhóm bị cáo tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, bao gồm con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt, đều khai việc phát hành trái phiếu là do ông Dũng ra chủ trương. Các bị cáo này đều báo cáo ông Đỗ Anh Dũng từ việc phát hành trái phiếu mua bán giả cách cho tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sở hữu đến việc chạy dòng tiền khống. Về phía mình, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận mình là người ra chủ trương phát hành các lô trái phiếu. Thưa ông, xét xử là tại thời điểm đó, trước khi tôi phát hành thì tôi cũng được biết là các công ty khác, các tập đoàn khác đã phát hành cỡ khoảng 1.000.000 tỷ. Tôi đọc báo, tôi là nhà quản lý điều hành doanh nghiệp hơn 30 năm, tôi hiểu rất rõ trong cái hoạt động tài chính thì kênh phiếu là tại thì đó là một kênh hiệu quả. Cái lý do phát hành trái phiếu thì ngoài lý do đấy thì còn lý do là Tân Hoàng Minh không thể vay tiền thêm của ngân hàng nữa. Dạ, thưa không. Các cái tài sản của Tân Hoàng Minh có không là tài sản bảo đảm, không thể làm tài sản bảo đảm về cái vay tiền ngân hàng không? Dạ không. Chúng tôi vẫn còn một số tài sản có thể thế chấp được. Ngân hàng. Phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý quấy nghĩ để chiếm đoạt tiền của những người mua trái phiếu. Và tôi nghĩ rằng đây chỉ là việc huy động trái phiếu tiền sử dụng cho mục đích kinh doanh. Trong lời nói sau cùng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bày tỏ sự ăn năn, hối hận, cho biết dù điều kiện rất khó khăn nhưng đã cùng gia đình cố gắng khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Ghi nhận sự tích cực trong nỗ lực khắc phục hậu quả, hàng ngàn bị hại có đơn xin giảm nhẹ và có nhiều cống hiến cho xã hội. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cho cả 15 bị cáo được hưởng mức án dưới khung truy tố.